Chào các bạn. Chào các bạn, đến với kênh Tony TV. Đầu tiên hãy đăng ký kênh đi, nhấn vào cái chuông luôn nếu có nha. Hôm nay mấy đứa ở đây, anh Chiều tới bến luôn. Muốn làm video gì, muốn đi chơi thì đi chơi, muốn làm thử thách thì thử thách, muốn làm nấu ăn thì nấu ăn. Thấy không anh, hay bây giờ anh mua cho mấy đứa vài con tôm Alaska ăn chơi. Chơi trò chơi đi, trò chơi gì mà có bim bim ăn á. Mấy đứa ở đây muốn làm cái gì? Trò chơi đi. Mình đã mua hết có bánh Tony đây các bạn. Chơi trong này đi. Rồi mở ra. Phiên bản mới nhất. Lần này cả team của mình sẽ vào đây review cái phiên bản mới của bánh Tony lần này nha mọi người. Có mấy vậy? Vị phô mai, vị tôm hùm, vị cay, vị gà BBQ. Hình như bánh Tony lần này đều là phiên bản điện ảnh hết hay gì á. Phiên bản điện ảnh của anh BZ. Của em là phiên bản điện ảnh Stam BD, không biết đọc đúng không nữa. Stam biết cái phiên bản này là tới ngày 3 tây tháng 1 năm 2020 thì nó mới chiếu nha các bạn. Cam. Phiên bản của em là One Piece Stronger, còn em là One Piece Gone. Cách chơi là săn ngay 12 mảnh ghép trên 12 bao bì bánh khác nhau để hoàn thiện cái bản đồ. Bước thứ hai là giải mã các câu đố trên bản đồ đó rồi tìm ra cái bộ thẻ. Bước thứ ba là gửi ngay cái bộ thẻ về bàn tổ chức và dẫn ngay cái kho báo. Nhiêu tiền? 101.000 có trả mày. Thiếu 1.000. Tròn mà bự nhất hả chị? Tròn bự. Mấy em ở đây cố gắng nghe cho kỹ cái quy tắc chơi nha. Chỉ nói một lần thôi. Mỗi lần lên trên này thì là gồm có 2 người. Mỗi người sẽ cầm một cái đầu ống nước. Cái đầu này thổi, đầu kia ghim vào bong bóng. Bạn nào làm nổ cái bong bóng trước thì đội đó thắng. Làm cho dữ vô cái trò này cũng dễ hiểu mà. Ngáo tao mày ra đây cái con. Anh Vinh nói gì nãy giờ mày không hiểu hả? Anh Vinh nói lấy cọng dây này thổi bong bóng. Gấp đôi sau đó cắt ra làm hai giúp anh nha. Hai phần bằng nhau. Đều rồi thì cầm cái kéo ở đây cắt vô giữa chỗ này nè. Rồi xong. Rồi xong. Bắt cặp với nhau đi, lẹ lên đi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi cái gì vậy? Cưng. Bắt cặp với nhỏ này hả? Dạ. Cưng nhắm ai thắng? Thảo bà thiệt là nhục quá. Bà học lớp mấy? Lớp trên. Nhỏ này học lớp mấy? Lớp 2. Nhỏ này qua đây đấu với tao mới đúng là số 8 với số 2 đấu nó mới chẳng. Ngáo à, tao thấy mày còn nhục hơn chị Thảo nè. Mày có giỏi mày qua mày đấu với tao nè. Chết tao sợ mày quá. Cặp nào muốn thi đấu đầu tiên? Ê, thằng hai mập đây nè. Thằng mập này cân xứng nè, ra ngoài này đấu trước mở màn cái coi. Thôi. Wow, bông bóng nó bự lên kìa các bạn ơi. Dạ lên. Nhanh lên đại ơi. Bông bóng của bạn đại bự hơn rồi. Bông bóng lên, bông lên, lên. Nhanh lên. Mạnh lên. Nhanh lên. Rồi mình thương rồi các bạn ơi. Hả, mình kéo coi vòng trường mà không mệt bằng cái trò hỏi bong bóng này các bạn. Cái trò hỏi bong bóng này mệt lắm luôn á. Phần thưởng của mày nè mày. Đây phần thưởng dành cho người chiến thắng là 5 gói bánh One Piece phiên bản mới. Dạ cảm ơn anh Vinh. Đội đầu tiên thì A Đại đã giành được chiến thắng. Không biết cặp tiếp theo bạn nào muốn tham gia hả? Bạn Ngọc anh Vinh. Ngọc lẹ quá, mời Ngọc đi. Ngọc đấu với ai vậy? Đúng em. Thì ra là bánh bèo Hùng à. Bánh bèo. Anh Hùng ơi dán lên, cố lên. Dán này em thấy tỷ lệ thắng của Ngọc cao hơn rồi. Bắt đầu. Ồ, cân bằng nha. Gá lên Hùng ơi, yếu quá vậy Hùng. Bóng qua Ngọc đã bắt đầu bự lên rồi các bạn à. Ơi, sao mày không lấy sức mày thổi mà mày quay tay làm gì vậy? Ngọc ơi, bóng lên, Ngọc ơi. Hùng vẫn cố gắng đâu. A Ngọc đã giành chiến thắng rồi. Hết sức luôn. Cặp thứ ba là bạn nào vậy hả? Đưa dây cho hai thí sinh đi. Ai chống với ta, ta tiêu diệt trước. Để tao coi ai tiêu diệt ai trước. Phải. Bắt đầu. Quét. Ồ, bóng bự lên rồi kìa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nhau ơi. Nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi, ngáo nó địch luôn rồi. Ghé lên nhau ơi. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, chúng ta tới. Vũ Thành lại chiến thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, đáng lẽ là mình thắng rồi đấy các bạn ơi. Tại vì mình đang hít hơi vô, cái mình bị địch xong rồi mình hít hơi, cái mình gán lấy hai ba hơi nữa là bong bóng của Vũ Thanh nó nổ rồi. Chúc mừng mày đã chiến thắng nha Vũ Thanh. Cảm ơn anh Vinh. Cặp nào tiếp theo đây? Rồi, hai bạn nữ này vô đây đi. Nãy giờ nó cứ đòi hoài ha. Đưa ống cho nó đi. Một, hai,
lên. Cặp nào nữa không? Cặp cuối cùng. Trận đấu cuối cùng của dòng loại bắt đầu. Thổi đi, ghé lên đi Á Tiên ơi. Trời ơi, nó thổi bong bóng gì đâu mà kỳ cục vậy. Lấy năm bịch bát. Mình thua luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, nuôi nó 7 năm trời mà không thổi nổi một cái bong bóng nữa. Ủa mày nuôi nó hay vậy? Mẹ nó nuôi nó mà. Năm gói bất kỳ. Rồi đủ. Thông qua dòng loại thổi bong bóng thì cả team mình đã tìm ra được 1, 2, 3, 4, 5. Còn một bạn nữa cho vào vòng thẳng luôn. Đó là bạn Tiểu Cường. Bởi vì bạn ấy làm trọng tài từ sớm tới giờ. Mời hai thí sinh vô lấy ông. 1, 2, 3, bắt đầu. Gà là Dương ơi, Dương. Vô trong này lấy bánh 10 gói đưa cho chị Thảo đi. Thần ở bà Thảo bà ốm mà lần nào bà ăn bim bim của một đống hết trơn các bạn. Đủ 10 gói đi. 10 gói rồi chị Thảo. Rồi đủ nha. Cặp tiếp theo, Tiểu Cường và Đại. Mình muốn bóng đỏ nha mọi người, cho 5 tính. 1, 2, 3, bắt đầu. Đi còn kia đi thử. Bụng của ba Đại này nó mập quá các bạn ơi. Để mình về mình gán ăn nhiều nhiều vô để cho cái bụng mình bự để hỏi bong bóng chỗ nào nha các bạn. Rồi đổ. Cặp cuối cùng là của Vũ Thanh và A Ngọc. Hai đứa ở đây muốn đấu bong bóng bự hay bong bóng trái tim hả? Bong bóng bự đi. Chơi bong bóng trái tim đi, quyết định thắng thua cho nó nhanh. Ý của Vũ Thành như thế nào? Chơi bong bóng trái tim đi cho nhanh. Để em massage cho đại ca. Đại ca coi áo rồi luôn chỗ mát đại ca. Vũ Thành à, bọn con gái tụi tao chọn mày, mày đừng làm cho bọn tao thất vọng. Các bạn nhìn nè, cái bụng mình như vậy sao thắng nổi Ngọc. Cái bụng nó chút xíu làm sao chứa hơi được. Nhìn cái bụng mình nè, cái bụng phải bự mới chứa hơi mới nhiều. 1, 2, 3, bắt đầu. Bong bóng của Ngài Ngọc sao bự nhanh quá vậy? Rồi. Ngọc mày thổi bong bóng cũng nhanh đó, nhưng mà nước miếng trong bong bóng hơi nhiều rồi nha. Được 15 gói nè các bạn. Thông qua vòng bán kết, mình đã tìm được tới 3 người chiến thắng nha các bạn. Giơ tay lên. Chung kết mà 3 người vậy sao thi đấu được? Được chứ. Chúng ta sẽ cho 3 bạn thi đấu một lượt. Ai làm nổ bong bóng trước thì là giải nhất, làm nổ bong bóng thứ hai là giải nhì, nổ bong bóng cuối cùng là giải ba. Giải nhất được cái gì? Giải gì được cái gì? Mấy đứa quay đầu nhìn vào đây. Đây, giải nhất là được 10 gói bánh cộng với một cái bóp chiếc nha các bạn. Giải nhì là 10 gói bánh cộng với được một cái bản đồ. Đấy, giải ba là 15 gói bánh. Đây là hình ảnh của trận chiến chung kết nha các bạn. Ở đây 3 thành viên cầm cái ống đưa lên cao đi. Phía sau là 3 thí sinh. Liệu ai sẽ làm nổ bong bóng đầu tiên đi? Trọng tài đâu? 1, 2, 3 bắt đầu. Ở đây. Ghé lên. Đại hết nổi luôn rồi các bạn ơi. Đỏ mặt luôn rồi. Mời chúc mừng A Đại nha. Đây A Đại là hạng nhì. Đây lấy phần quà hạng nhì và cái bản đồ đi. Hạng nhất là của A Ngọc. Chúc mừng A Ngọc đã lấy được cái bóp viết One Piece. Đây cầm. Và giải ba chia buồn với chị Thảo nha. Là 15 gói bánh cộng với 15 gói lúc nãy của chị Thảo là chị Thảo được 30 gói. Ăn đi. Rồi cho coi. Có thẻ hả? Dạ, đưa thẻ ăn coi coi. Chúng được thẻ gì? Có Luffy luôn. Đưa thẻ đây. Thẻ cưng thẻ gì? Thẻ vàng Usopp nha các bạn. Rốt truy nã 83 triệu. Luffy truy nã 500 triệu.
Euro chia nhã 120 triệu. Ừ, đó, các bạn nhìn thấy các nhân vật mua rơm lần này rất là đẹp nè. Bánh thì ngon, thẻ thì đẹp, ngại gì mà không mua bánh ăn liền đi các bạn. Bánh Tony Wambi phiên bản điện ảnh lần này phải nói các thẻ của nó quá đẹp các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Đó, nếu vậy thì các bạn đừng ngại gì mà hãy mua ngay bánh Tony để sưu tập cùng bọn mình đi nào. Và đồng thời đổi thưởng luôn nhé. Rồi, hẹn gặp các bạn những video sau đi mấy đứa. Bạn cắt kia rồi bạn phải ướp nước đá liền, không thôi nó tanh dữ lắm. Tôm đã rửa xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bún tôm càng súp bơ tỏi.